Hôm qua ngày 8 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Bạc Liêu tổ chức xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thịnh, 43 tuổi, học vị tiến sĩ, nguyên giảng viên khoa sư phạm, trường Đại học Bạc Liêu, về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận thời gian qua, bởi bị cáo đã lừa tình nhiều phụ nữ và có nhiều đứa con ngoài giá thú. Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Nguyễn Văn Thịnh được bạn bè giới thiệu nên quen biết chị T, 31 tuổi, ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Trong thời gian này, Thịnh thường tâm sự là còn độc thân, nên chị T tin tưởng chung sống như vợ chồng. Tháng 4 năm 2011, hai người tổ chức đám cưới tại nhà chị T. Sau đám cưới, gia đình chị T yêu cầu Thịnh phải đi đăng ký kết hôn. Biết mình đã có vợ con hợp pháp nên không làm giấy đăng ký kết hôn với chị T được. Thịnh đã nhờ một người chạy xe ôm ở tỉnh Đồng Tháp làm giả giấy chứng nhận độc thân với giá 2 triệu đồng, rồi sau đó đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh đứa con chung với chị T. Sau khi phát hiện Thịnh chung sống như vợ chồng với chị Giờ, 28 tuổi, ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, chị T quyết định ly hôn. Sau đó, Thịnh chung sống như vợ chồng với chị Giờ tại phường 7, thành phố Bạc Liêu và có một con gái chung. Và chị Giờ cũng đã chủ động chia tay khi phát hiện Thịnh đã có gia đình hợp pháp. Tháng 12 năm 2015, bị cáo Thịnh quen chị Đỗ Thị Khánh Linh, 37 tuổi, đã ly hôn ở tỉnh Đồng Tháp. Do tin vào lời nói của Thịnh nên chị Linh đã chung sống với Thịnh như vợ chồng. Để đảm bảo hôn nhân hợp pháp, chị Linh yêu cầu đi làm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Thịnh tiếp tục thuê người làm giấy chứng nhận kết hôn giả và nhờ người này ký thay chị Linh với số tiền 5 triệu đồng. Sau khi sinh con chung với bị cáo Thịnh, chị Linh làm giấy khai sinh cho con. Khi phát hiện Thịnh đã có vợ con hợp pháp và còn chung sống như vợ chồng với nhiều phụ nữ khác, chị Linh làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Thịnh. Tại phiên tòa, sau khi xem xét các chứng cứ, tài liệu có liên quan và nội dung tranh luận, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thịnh 6 tháng tù giam với tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.